Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng trở lại. Cụ thể các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng diện rộng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng vùng núi từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Từ ngày 19 tháng 6, nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21 tháng 6, ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài lâu hơn. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25 đến 35 độ.